Thưa quý vị và các bạn, mưa dông vẫn sẽ là thời tiết chính của cả ba miền đất nước trong ngày hôm nay. Cụ thể tại Bắc Bộ, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam vẫn đang duy trì hoạt động. Vì thế trong ngày hôm nay mưa rào và dông vẫn diễn ra trên diện rộng. Trong đó khu vực Trung Du, vùng đồng bằng cũng như là các tỉnh ven biển phía đông là những vùng sẽ có mưa vừa có nơi mưa to. Mưa có thể xảy ra vào thời điểm bất kỳ trong ngày nhưng tập trung nhiều hơn vào khoảng chiều tối và đêm. Còn trong ngày thì có nắng gián đoạn, vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-33 độ. Sang tới ngày mai 23 tháng 7, rãnh áp thấp hoạt động yếu dần đi nên mưa giảm hẳn, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Từ khoảng ngày 24 tháng 7, khi vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại thì nắng nóng cũng có thể xuất hiện ở khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Rãnh áp thấp cũng tác động đến khu vực các tỉnh phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Vì thế trong chiều tối nay, tại đây cũng sẽ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Những cơn mưa dù không lớn nhưng nó cũng giúp nhiệt độ miền Trung hôm nay chưa tăng cao. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 31-33 độ. Khu vực còn lại từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, ít mưa hơn nhưng nắng nóng không mạnh và nhiệt độ cũng chỉ từ 32-34 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh, trời nắng nhiều hơn và nắng nóng cũng sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực từ ngày 24 tháng 7. Tuy nhiên đến khoảng ngày 26 tháng 7, có khả năng hình thành một dạnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ. Vì thế các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa mới, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có dấu hiệu giảm dần về cường độ. Hôm nay tại Nam Bộ mưa giảm xuống diện rải rác, trong đó thì ở Tây Nguyên mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng với các điểm mưa to và dông mạnh xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối. Còn trong ngày thì trời có nắng sớm, cường độ nắng tăng nên nhiệt độ tại Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng đáng kể. Cao nhất trong ngày khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 29-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32-34 độ. Dự báo mưa tại các tỉnh thành phía Nam sẽ tạm giảm trong khoảng 4 ngày trước khi gia tăng trở lại vào ngày 27 tháng 7. Trên biển, theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GPS, trong những ngày cuối tháng 7, trên vùng biển Đông Bắc Philippines sẽ hình thành một cơn bão có cường độ mạnh với tên dự kiến là Sông Đà. Tuy nhiên, do mới chỉ là dự báo xa, nên diễn biến của bão còn có thể thay đổi trong nhiều ngày tới, không loại trừ khả năng bão sẽ di chuyển vào Bắc Biển Đông nước ta. Vì thế vẫn cần phải theo dõi thêm trong thời gian tới. Diễn biến của cơn bão này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của kênh.